Rồi, như vậy là vừa rồi là thầy vừa mới dùng cái tần số ha, tức là cái thuật ngữ ở trong cái ngôn ngữ tự nhiên á. Thì sẵn đây các bạn nhớ là mỗi cái thầy demo các bạn tập nắm cái từ vựng, cái thuật ngữ nha. Để sau này mình gặp ở đâu đó mình nghe cho nó quen dần. Thì cái mà thầy vừa dùng á, người ta gọi là tần số của một từ, người ta gọi là thumb frequency. À, tần số của một từ hay người ta gọi là trọng số TF á. Sau này các bạn đọc tài liệu ở đâu nghe người ta nói cái TF là cái trọng số của tần số, dựa trên tần số. Như vậy là thầy vừa mới giải thích với các bạn á là tại sao người ta chọn tần số, bởi vì cái khởi nguyên người ta nói là gì, cái từ mà xuất hiện càng nhiều thì sao các bạn, thì cái độ quan trọng nó càng cao. À, tuy nhiên bây giờ mình bàn một cái khía cạnh khác trong cái heuristic. À, thầy dùng cái từ heuristic các bạn hiểu nha, nãy thầy có giải thích rồi. Cái heuristic tức là dựa trên kinh nghiệm mà người ta đưa ra một cái phán đoán nào đó và hy vọng rằng với cái kinh nghiệm đó sẽ cho kết quả tốt, và hiển nhiên đó là kinh nghiệm rồi thì nó sẽ có lúc tốt lúc xấu các bạn, đúng không, chứ không phải lúc nào chắc chắn là nó tốt đấy. Như vậy là cái tâm frequency người ta nói là à, cái từ mà nó xuất hiện càng nhiều thì có vẻ như cái từ đó nó càng quan trọng, nó càng đặc trưng cho cái tài liệu đó, đúng không. À, đó là cái khái niệm ban đầu. À, tuy nhiên á, trong quá trình người ta khảo sát các tài liệu, người ta thấy là có những cái từ nó xuất hiện cũng rất nhiều nhưng mà nó không có nhiều ý nghĩa. Ví dụ như các bạn nhìn trên đây, các bạn nhìn trên đây, ví dụ như ở đây các bạn thấy nó có sự xuất hiện của chữ bị nè, cái chữ bị ở đây nè. À, cái chữ bị ở trên đây và chữ bị trên đây, các bạn thấy nó xuất hiện cũng 2 lần trên 2 tài liệu. À, nhưng mà nó không có nhiều ý nghĩa lắm, cái chữ bị nó không có ý nghĩa để mà xác định cái mức độ liên quan các bạn, đúng chưa. Hoặc là trong thực tế các bạn thấy nó có những từ như chữ thì, chữ là, hay là chữ chữ gì đó mà mang tính chất là cái chữ đệm thôi. À, giống như cái chữ the ở trong cái tiếng Anh của mình vậy, thì nó không có nhiều ý nghĩa để mà mình phân biệt cái đặc trưng của câu. À, như vậy là những cái từ đó nó cũng xuất hiện rất nhiều các bạn, ví dụ như thì là các bạn hay nói đấy. À, nó là, nó thì, à, nếu vậy nó thì cái kia vân vân, những cái từ đó các bạn nói rất nhiều. Như vậy là cái tần suất mà những cái từ đó xuất hiện trong tài liệu nó cũng rất nhiều nhưng mà cái từ đó nó không có nhiều ý nghĩa các bạn. Đấy, do đó là nếu rõ ràng các bạn thấy trên tài liệu của thầy đang demo cho các bạn nè, nó không có nhiều những cái từ như vậy, do đó các bạn thấy là cái độ tương đồng của thầy tìm ra nó khá là ổn. À, phân biệt rất là rõ các bạn, nhưng mà bây giờ nó xuất hiện thêm những cái nhiễu, ví dụ như nó có những từ thì là, giống như thầy nói đó, là cái từ đó tần số rất cao, tức rất cao nhưng mà nó không có ý nghĩa để xác định cái từ. À, thì bây giờ mình sẽ bàn thêm một cái trọng số nữa để cho thầy cho các bạn thấy ví dụ hai cái nấc ha, một cái nấc có cải tiến một chút và hiển nhiên là cái nấc mà cải tiến mà xa hơn, bắt đầu nó dùng word to vector, nó dùng doc to vector, rồi nó dùng deep learning, rồi bắt đầu nó dùng bậc để nó vector hóa, thì bắt đầu là những cái bậc nâng cao hơn rồi. Thì bây giờ thầy sẽ dùng một cái chỉ số để cải tiến cái phần tần số mà thầy vừa nói để cho các bạn thấy cái tầm quan trọng của phải xác định những cái đặc trưng trên vector này, thì để cho nó đặc trưng của từ. À, thì bây giờ thầy nói tới các bạn về hai cái trọng số nữa ha. À, cái trọng số mà thầy vừa nói là TF các bạn, thì bây giờ các bạn có một cái trọng số nó gọi là DF. DF, DF ở đây người ta gọi là Document Frequency. Frequency, à, thầy tạm dịch là gì? Là tần số tài liệu, tức là sao? Là số tài liệu chứa một từ. Thầy lấy ví dụ ở đây thầy có cái từ là gì đây? À, thì copy xuống đây cho dễ nói nha. Đây, copy xuống. Rồi, để đây đi. Mình để trong đây. À, cái này các bạn có thể dùng cái dấu ba nháy này làm cái bình luận nha các bạn. Nó sẽ không có biên dịch mấy cái này. Nó vừa xem cái này là chuỗi nhưng nó vừa xem cái này là comment luôn đó. Thấy chưa? Rồi, bây giờ nè, ví dụ như thầy nói là cái từ máy tính đi các bạn, thì ở đây cái từ máy tính này nè, mình tạm bỏ qua thằng này nha, mình không quan tâm thằng Q, mình quan tâm hai thằng dưới này thôi. À, bây giờ thầy nói từ máy tính đi, ví dụ như từ từ máy tính nó xuất hiện 2 lần đúng không? Như vậy là cái DF của từ máy tính á, DF của cái từ máy tính là nó bằng 2 các bạn, tức là bởi vì có 2 cái tài liệu chứa nó. À, đó là cái trọng số thứ hai mà mình sẽ bắt đầu quan tâm ha, để mình triệt tiêu đi cái vấn đề mà thầy vừa bàn đó. Những cái từ thì, những cái từ là bắt đầu nó xuất hiện nhiều lần rồi. Đó. À, bây giờ nè, sau đó nó sẽ có một cái trọng số nữa, nó gọi là cái trọng số EDF. EDF, à, đây là ba trọng số kinh điển nhất trong cái lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà nó có về vector đó các bạn. Hai ba trọng số rất là kinh điển. À, kinh điển tức là thời sơ khai gây ra đời là nó đã có cái này rồi. À, EDF này là gì các bạn? E là invert, invert là đảo ngược lại. À, invert document frequency. À, document frequency. Đó, tức là nó cái công thức tính của thằng này á, thì nó là như thế này. Cái EDF á, nó sẽ bằng là cái log, ở đây nó tính bằng log nha các bạn, log của n, n là tổng số tài liệu ha, chia cho DF. DF tức là các bạn hình dung nó đảo ngược lại, nó đảo ngược lại.
nhưng mà nó tính bằng lóc để cho cái trọng số của nó nhỏ đi các bạn, để cho miễn là so sánh lớn hơn nhỏ hơn là được rồi. À, như vậy là tùy biến các bạn, có một số tài liệu nó sẽ là một cộng df, ở đây thì thường là dùng công thức gốc của nó là tổng số tài liệu chia cho df, thì nó đảo ngược cái df lại, do đó cái tên của nó gọi là invert document recency. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình tại sao mình bàn hai cái trọng số này các bạn. Như vậy á, các bạn hình dung như thế này. À, để triệt tiêu được những cái từ á, mình rõ ràng mình công nhận một điều á, là cái từ mà nó xuất hiện càng nhiều thì rõ ràng cái xác suất mà cái tần số nó quan trọng là đúng đúng không? Cái xác suất rất cao các bạn, cái từ mà xuất hiện càng nhiều thì rõ ràng là cái từ đó có độ ưu tiên cao là hiển nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ thầy muốn tìm cách thầy triệt tiêu đi những cái từ như chữ thì, chữ là. À, và các bạn thấy một cái đặc trưng á, cái này lại dựa trên heuristic nữa các bạn, là dựa trên kinh nghiệm nữa, người ta đúc kết nữa. Người ta nói là nếu mà một cái từ nó xuất hiện nhiều trong một tài liệu thôi thì thường đó là cái từ quan trọng của tài liệu đó ha. Nhưng nếu cái từ đó nó cũng xuất hiện nhiều ở tất cả các tài liệu khác luôn thì thường cái từ đó là từ không có ý nghĩa. Đó là cái heuristic người ta đúc kết được trong quá trình người ta phân tích cái document các bạn. À, để nhắc lại nha. Nếu cái từ mà nó xuất hiện nhiều, mà xuất hiện trong một tài liệu thôi thì thường cái từ đó là nó đặc trưng cho cái đoạn văn bản đó. À, trong một tài liệu đó thôi nha. Nhưng nếu cái từ đó nó cũng xuất hiện một cách phổ biến đại trà trên tất cả các tài liệu khác thì thường đó là những từ ít quan trọng các bạn, như từ thì, từ là vậy đó. À, như vậy là thực tế khi mà người ta tìm một cái trọng số á, người ta muốn đảm bảo cái sự trung hòa cái điều đó, và thường người ta sẽ chọn cái trọng số này nè các bạn. Tức là thay vì người ta chọn cái TF đơn thuần thôi đúng không, thì bây giờ người ta sẽ thay bằng cái trọng số người ta gọi là TF nhân EDF. À, bây giờ các bạn sẽ tại sao người ta thường chọn trọng số này. Cái TF là như thầy thừa nói ha, nó thể hiện cái tầm quan trọng khi nó xuất hiện trong một từ. Thấy chưa? Là thầy nhân vô, là thầy thể hiện sự tăng tiến, cái này tỷ lệ thuận các bạn. Cái TF càng cao thì thằng này nó càng cao đúng không? Nhưng mà như thầy vừa nói, nếu cái từ mà nó cũng xuất hiện phổ biến trên nhiều tài liệu khác nhau thì có phải lúc đó cái DF của nó lớn không? Đúng không? Nó xuất hiện trên nhiều tài liệu thì cái DF nó lớn các bạn, bởi vì DF mình xác định là số tài liệu chứa cái từ đó mà. Khi đó các bạn nghịch đảo nó lại thì có phải là nó sẽ thu nhỏ lại không? À, như vậy á, cái chuyện mà người ta nhân một cái tỷ lệ EDF là gì các bạn? Để người ta ở đây người ta dùng cái từ, cái thuật ngữ người ta gọi là penalty. Tức là một cái hình phạt trên cái từ đó. Cái từ đó mà xuất hiện nhiều thì đúng là nhờ thằng này để nó tăng cái điểm lên. Nhưng mà nó cũng phổ biến trên các tài liệu khác thì nó sẽ bị thằng này đặt cái hình phạt để giảm cái trọng số nó xuống. À, như vậy là các bạn thấy cái trọng số này một thời gian là cái trọng số kinh điển đạt kết quả khá là tốt các bạn. Thì sau này những cái mô hình mới bắt đầu nó cải tiến hơn rồi, do đó các bạn ít nghe người ta phổ cập, nhưng mà ban đầu là hai cái thằng này là hai thằng có kết quả tốt nhất trong số các cái pattern ha. Thì thầy nhắc lại cái ý nghĩa của nó nha. Cái mục tiêu của mình nhân TF là gì? Bởi vì mình chắc chắn một điều là mình cũng đồng ý một điều là gì, cái từ xuất hiện càng nhiều thì từ đó càng tốt. Được chưa? Nhưng mà bây giờ đối với những cái từ mà xuất hiện nhiều quá, mà nó nhiều ở trên các tài liệu khác luôn chứ không phải một mình nó, thì mình sẽ dùng một cái hình phạt bằng cách là gì? Mình đảo chiều cái DF lại. Cái DF nó lớn, các bạn đảo chiều lại có phải nó nhỏ đi không các bạn? Và hiển nhiên khi nhân vào thằng này nè, nó sẽ làm cho cái trọng số nó thu nhỏ lại. Và do cái hình phạt nó càng phổ cập trên các từ, các tài liệu khác thì nó càng ít quan trọng trên một tài liệu. Các bạn hình dung cái đó rất là đơn giản thôi đúng không? Một cái từ mà nó chỉ xuất hiện một mình cái tài liệu đó thôi thì nó đặc trưng cho tài liệu đó chứ còn gì nữa. Còn mà nó xuất hiện không chỉ tài liệu đó mà xuất hiện cho nhiều tài liệu khác nữa thì đó chỉ có khả năng là những cái từ chung thôi. À, do đó là thường các bạn người ta sẽ chọn hai cái trọng số này. À, như vậy là bây giờ thầy, các bạn hiểu ý nghĩa cái này rồi thì bây giờ thầy cũng sẽ lập trình để, ở đây mình đang luyện tập cái 5B mà, do đó là thầy cũng sẽ lập trình thủ công cho các bạn thấy thôi. Bữa sau bắt đầu mình sẽ vô cái thư viện các bạn. Và sau đó cuối cùng thì thầy sẽ demo cho các bạn bằng một cái thuật toán gom cụm của cái học không giám sát, để cho các bạn thấy là sau khi các bạn đã có vector rồi, các bạn muốn làm gì cũng được hết, nhưng mà ăn thua là cái vector các bạn có tốt hay không thôi. Thấy chưa? Bây giờ thầy bắt đầu thầy tính thử cái này cho các bạn coi nha. Tính cái này. À, như vậy là bây giờ thầy sẽ viết thêm một cái hàm nữa là thầy tính EDF của mỗi từ các bạn. Rồi sau đó thầy sẽ thay cái gì các bạn? Thầy thay cái này bằng cái số 1 nhân với EDF. Thấy chưa? Số này nhân với EDF của cái từ đó. Đó, rồi như vậy là bây giờ thầy giải quyết như thế này. À, thầy viết thêm một cái hàm ở đây. Thầy đặt tên là calculate hoặc là def đi ha, calculate EDF.
Được chưa? Rồi, thầy sẽ truyền cái mớ token này đốc vô. Rồi, rồi thầy truyền cái mớ tư vựng vô. Và mớ tư vựng hồi nãy mình làm đó là mớ này nè. Được chưa? Rồi bây giờ này ha. Như thầy nói nha, thầy ghi lại công thức nè. Cái công thức của nó đi EDF bằng cái gì các bạn? Log 2 của cái log thầy ghi bình thường là log 2 đó nha. Log 2 của N chia DF, à chia TF. À DF chứ quên, DF là số số tài liệu nó chứa của số tài liệu mà nó chứa một một cái từ ha. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình tính cái số tài liệu đó. Thì các bạn coi thế này. Rồi. Bây giờ mình tính cái EDF ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho N mình là len của len của doc, len của doc tức là đây tính là tổng số tài liệu các bạn. Len của doc tổng số tài liệu ha. À ở đây thì doc ở đây là mình có 5 cái. Rồi tính luôn thằng này nha, tính luôn thằng này. Được chưa? Rồi như vậy là lúc này mình có là N là 5. Rồi, sau đó mình sẽ có cái đi ADF này mình sẽ khởi gán là một cái từ điển nha các bạn. Bởi vì thầy tính EDF của mỗi từ nha, để lát nữa thầy nhân vô đây nữa là xong. Được chưa? Để như vậy là EDF của thầy thầy làm như sau. Thầy duyệt qua các từ. Các từ này nó nằm trong cái vocabulary. Được chưa? Vocabulary. Rồi, thầy bắt đầu thầy kiểm tra này. À, thầy sẽ, đây là thầy tính DF đây nè các bạn. Thầy tính DF này. Được chưa? Tức là thầy DF là làm gì đây? Thầy duyệt qua các document. Để các bạn hình dung nha. À, để thầy viết từ từ cho các bạn đây. Mình thầy mở ra trước nè. Thầy duyệt qua các doc đã token này nè ha. Doc bằng là duyệt qua token token này doc. Thì các bạn hình dung cái doc này bây giờ nó là gì các bạn? Nó là một cái mảng này nè. Được chưa? Rồi sau đó thầy kiểm tra coi nếu mà cái từ này nè, à nó nằm trong cái doc này. Tức là DF là chỉ cần tài liệu nó chứa cái từ đó là tính là một rồi. À như vậy là thầy nói là if cái gì các bạn? Cái word in doc là các bạn dùng cái toán tử này để các bạn kiểm tra. Thì lúc đó các bạn sẽ trả ra giá trị là mấy? Là 1 ha. Trả đi ra là 1. Tức là nó có là thầy tính là 1, còn có bao nhiêu không quan trọng, miễn trong tài liệu nó chứa là thầy tính là 1 các bạn. Và thầy tính sum của cái mớ này. À sum của mớ này. Đó, thì các bạn có cái hàm sum luôn các bạn. Trong Python nó có cái hàm sum sẵn rồi. Thấy chưa? Như vậy đây chính là cái gì đây? Chính là cái DF. DF tức là số tài liệu trong kho dữ liệu nó chứa cái từ này. Thấy chưa? À, đây chính là cái chỗ mà thầy tính cái đó. Số tài liệu, nhắc lại ha, số tài liệu trong kho dữ liệu, kho base của mình nó chứa cái từ này. Được chưa? Rồi à, sau khi mình có DF rồi thì bây giờ mình tính EDF của cái từ mình đang xét. À như vậy lại là cái từ điển đúng không? Thì các bạn bỏ vô từ điển như thế này. Word à, cái này là cái key. Cái value của nó là gì? Các bạn bắt đầu tính log ha. Tính log 2. Thì cái gì mà liên quan tới toán thì các bạn dùng math.log. Đây là log nè các bạn. À, log này thì mình sẽ gì đây? N chia DF. Để như mà thầy nói cái công thức của nó này. Thấy chưa? N chia DF. Thì lúc này thầy ra được cái EDF của tất cả các từ trong từ điển. Trong nguyên cái từ điển mà thầy đã xác định hồi nãy đấy. Cái nguyên cái mớ từ vựng của kho dữ liệu mà thầy đã xác định. Thấy chưa? Rồi xóa cái này đi ha. Rồi cuối cùng thầy return cái DF về. EDF về. Như vậy á, cái câu chuyện tiếp theo là cuối cùng là thầy đi xác định cái vector thôi, à, xác định cái vector như vậy nè. Được chưa? Nhưng mà vấn đề là mỗi một cái giá trị bây giờ á, là thầy lấy cái gì các bạn? Thầy lấy cái TF thầy nhân cho EDF thầy bỏ vô đây thôi. À như vậy là bây giờ á, thầy xuống thầy sẽ gọi cái IDF vector, thầy viết thêm hàm nữa. Thầy tính vector của một tài liệu mà đầu tiên là tính bằng IDF trước nha. Rồi sau đó thầy lấy cái vector này nè, thầy làm hồi nãy nè, thầy nhân vô cái vector mà chỉ chứa chỉ số IDF thôi. À như vậy là thầy viết cái hàm nữa. Đẹp. Đẹp. Các bạn hình dung cái hàm này của thầy á, nó cũng sẽ ra vector như vậy nha. Nhưng mà trong đó cái trọng số chỗ này là giá trị IDF ha. Một lát nữa thầy lấy hai vector này thầy nhân lại với nhau. Thì hồi nãy thầy có hướng dẫn các bạn cái cú pháp nhân hai vector rồi đó. Được chưa? Nó sẽ lấy từng cái trục nó nhân lại với nhau. Ha, lấy hai vector nhân ở trong numpy á. Rồi, bây giờ mình giải quyết như này. Mình sẽ có là IDF vector, được chưa? IDF vector. Bây giờ mình truyền một cái doc của mình vô, one doc. Thầy ghi rõ đây là one doc ha, tức là doc là token này rồi. Thầy truyền vô cái IDF là kết quả của cái hàm này nè, thấy chưa? Thầy sẽ truyền vô, tức là các cái từ á. Rồi, thầy truyền danh sách cái từ vựng vô, vocabulary. Như thế này. Đấy. Rồi, bây giờ thầy khởi động cái vector của thầy là zero hết.
Zero hết, chỉ những cái từ nào mà trong cái doc này có thì thầy bắt đầu thì tính thôi, còn không là zero hết. À, như vậy là mình khởi động gì? Vector bằng np.0 và cái chiều dài của nó là length của vocabulary là hồi nãy của mình là 14 trục đấy, nó sẽ ra 14 con số 0 trên vector này. Rồi, sau đó thầy làm gì? Thầy bắt đầu dùng cái enumerate này các bạn, enumerate này. Thầy diệt chỉ số ha, thầy for này. For edx word in enumerate của vocabulary. Thầy duyệt qua mới từ vựng thầy lấy chỉ số mà. À, như vậy là thầy nói là nếu mà cái từ mà thầy đang duyệt trong cái từ vựng này nè, nó có trong cái từ cái câu mà thầy đang muốn vector thì thầy mới tính các bạn, còn không thì để nó không thôi. À, như vậy là if word in của gì đây? Cái doc, à cái while doc. Bởi vì cái while doc này nhớ là nó danh sách nha. Hả? À, và thầy đã chuẩn hóa thành chữ thường hết rồi. Nếu mà cái từ này có trong đây thì thầy mới bắt đầu thầy tính vector của cái thằng IDS, còn không thì thôi, còn lại là không hết. À, như vậy là lúc này thầy sẽ gọi nó chính là giá trị của IDF của cái word. Cái IDF này nãy thầy tính ra rồi và thầy đã bỏ vô cái từ điển rồi các bạn. Thì bây giờ thầy xác định được cái từ này là cái từ thầy cần phải lấy cho cái câu này thì thầy bóc cái giá trị IDF thầy bỏ vô thôi. Được chưa? Rồi, kết thúc cái này thầy trả vector về. À, như vậy là cái vector này là bây giờ vector nó chỉ là IDF thôi đó các bạn. Đó. Rồi. Như vậy là bây giờ mình xuống đây. À, mình xuống đây. Mình thay cái chỗ gì đây? Cái chỗ vector nè, đúng không? Hồi nãy là vector là chỉ có gì thôi gì. Thì bây giờ mình sẽ nhân thêm nữa, mình nhân thêm nữa, là mình nhân cái gì? Mình nhân thêm cái IDF vector. À, như vậy là ở đây các bạn có thể nhân liền luôn cũng được ha. Thôi thầy nhân ở đây luôn nha, khỏi mặc công phải viết lại. Các bạn sẽ gọi thêm cho thầy là IDF vector. Thầy nhân với cái gì đây? Các bạn truyền cái doc vô. À, cái doc vô. Truyền cái IDF. À, cái IDF này mình gọi lại các bạn. Cái IDF này mình sẽ gọi ở đâu? Mình gọi là calculate EDF, truyền cái token này, tức là những cái doc của mình đã token này rồi. Rồi sau đó mình truyền vô cái gì nữa? Cái vocabulary, đúng không? Cái bộ từ vựng mà mình đã tính này. Đó, rồi sau đó mình quăng EDF vào đây. À, và đây là vocabulary. À, như vậy là đây chính là TF này nha các bạn. Đây là TF này, hồi nãy nè. Nhân thêm cho EDF nè các bạn. Được chưa? Nhớ lại, nhắc lại tại sao thầy nhân TDF. Bởi vì thầy muốn tăng hình phạt lên những cái từ mà nó xuất hiện phổ biến trên tất cả các tài liệu. Thấy chưa? À, thầy tăng hình phạt lên cho các từ đó để giảm cái điểm nó xuống, để cái độ quan trọng nó không còn cao nữa ha. Chỉ những từ nào mà phổ biến trong một tài liệu thôi thì nó mới cao. Đấy. Rồi đó, các bạn bắt đầu thấy vai trò của những phép toán tính cộng trừ nhân chia trong cái ý nghĩa, ngữ nghĩa của cái văn bản rồi đó. Thấy chưa? Rồi, như vậy là bây giờ mình in vector ra, mình coi thử cái đây. Rồi sau đó thầy mới coi lại cái này. Bây giờ các bạn coi vector bây giờ nó là như vậy. Đây ha, thì nó ra những cái con số hơi nhỏ một chút. Là bởi vì nó nhân, nó có hình phạt rồi các bạn. Nó có hình phạt rồi, thấy chưa? Đây nè, đó, các số nó còn, những cái số mà các bạn thấy là nó xuất hiện có một chỗ thôi á, một tài liệu thôi, nó khá là lớn. Ha, đó. Như vậy là cái bây giờ là từng vector của nó là cũng là 14 trục nha các bạn. Nhưng mà cái giá trị đặc trưng cho nó bây giờ ở đây nó không còn là tần số nữa, mà nó là nhân giữa TF và EDF lại với nhau. À, bây giờ mình tính độ tương đồng thử coi nha. Rồi, tương đồng cũng tương tự thôi. Thì cũng vector rồi, vector 0 tính với mấy thằng còn lại. Được chưa? Rồi, mình tính thử cái này. Đây thì các bạn thấy là cái độ tương đồng mới nó ra này ha. Thì cái thằng đầu tiên vẫn là thằng cao nhất nè các bạn. Là cái này là bắt đầu có hình phạt cho những cái từ mà ở đây rõ ràng thì các bạn thấy là cái mớ dữ liệu của thầy hiện tại là nó chưa có những cái từ mà phổ biến. À, nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là cái ví dụ như các bạn thấy cái từ bị nè. Cái từ bị ha. Cái từ bị này mà thầy bỏ đây cái, các bạn thấy thằng này nó đang có 0.23 tương đồng đấy đúng không? Thầy bỏ cái từ bị cái đây các bạn coi thử điểm nó có tăng không nha. À, các bạn thấy điểm nó tăng lên liền này, thấy không? Bởi vì cái từ bị nó bị hình phạt nó xuất hiện hai lần ở đây nè. Và ở đây nó bị một cái trường hợp nhiễu quá các bạn. Thật ra các bạn thấy nó nhiễu ở đâu các bạn? Các bạn thấy cái chữ virus này. Cái chữ này cũng khá quan trọng nhưng mà nó xuất hiện khá đều ở các tài liệu. Đó, nên bởi vì thầy nói rồi, dựa trên kinh nghiệm nó sẽ có những khiếm khuyết các bạn, chứ nó không có chắc chắn là 100% là nó tốt đâu ha. Nhưng mà ít ra với trường hợp này á, nó vẫn xác định được là thằng gì? Cái thằng này là tốt nhất nè. Thằng này là tốt nhất. Tức là cái thằng này là có độ tương đồng nhất so với cái câu truy vấn của người ta. Còn mấy cái thằng thứ hai là thằng này. Tức là cái trật tự nó không hề thay đổi nha các bạn, so với cái kết quả hồi nãy. Nhưng mà bây giờ cái điểm của nó sát hơn rồi.
nó sát hơn rồi, tức là cái nào cần ưu thì nó tăng điểm, còn cái nào mà nó thấy không quan trọng nên nó trừ điểm xuống, tức là nó hạ điểm, thì cái mức điểm bây giờ nó sát hơn so với cái mức điểm này. À, tức là cái ngữ cảnh của nó bây giờ nó tốt hơn nha các bạn. Thấy chưa? Mặc dù cái trật tự ở đây nó không hề thay đổi. Đấy. Trước á, là thầy có nói với các bạn là nó có cái thuật toán về về học không giám sát đấy các bạn. Thì bây giờ thầy minh họa chạy thử thuật toán không giám sát cho các bạn coi này. Thì bây giờ thầy đặt cái câu hỏi rất là đơn giản, thầy muốn là gì đây? Thầy muốn nhờ nó đó, trong số 5 cái tài liệu này nè, thầy muốn nhờ nó phân làm hai nhóm. Hai nhóm. Bây giờ nó thấy thằng nào giống nó tự gom nhóm giùm thầy ha. Tức là các bạn sẽ thấy là sau khi mà thầy chạy cái thuật toán này xong á, nó sẽ chia cái tài liệu thành hai nhóm. Nó không biết nhóm đó là cái gì cả, nhưng mà nó chỉ biết là trong nhóm đó là mấy đó nó gần ý nghĩa với nhau thôi. Được chưa? Sau khi các bạn có vector thì các bạn dùng được toán k-means. À, như vậy là thầy sẽ có cái keyword, các bạn tự tìm hiểu k-means trước, chi tiết thuật toán này mấy buổi sau thầy sẽ trao đổi thêm. Bây giờ thầy chạy cho các bạn thấy sau khi mình có vector sẵn đây thầy nói luôn ha. Thì các bạn coi thế này. Bây giờ năm tài liệu ha, thầy kêu nó phân làm hai nhóm đi ha, hai nhóm. Thì các bạn sẽ thấy là ba thằng này nè các bạn, ba thằng này nè, cái xác suất nó sẽ vô cùng nhóm. Bởi vì ba thằng này nãy mình tính độ tương đồng khá cao các bạn. Thế nào ba này nó ít nhất ba này nó dính dính với nhau nè. Được chưa? Bây giờ mình chia thử nha. Bây giờ mình xuống. À, bây giờ các bạn muốn muốn xài được cái thằng K-means thì các bạn bắt đầu sử dụng một cái thư viện nó gọi là Scikit-learn. Scikit-learn là một cái thư viện rất là mạnh của machine learning. À, bây giờ các bạn coi thầy cài thử. Thì đơn giản là các bạn chỉ cái bằng bip install cái là xong. Bip install sklearn các bạn. À, đây là cái thư viện của machine learning này, thấy chưa? Đó, và đây là cái thuật toán mà thầy sắp cài cho các bạn á. Rồi, xong rồi ha. Cái thuật toán mà thầy sắp cài cho các bạn là K-means clustering, là một cái thuật toán học không giám sát. Tức là nó không cần dữ liệu huấn luyện các bạn, nó sẽ tự phân một cách tự động dựa trên vector mà nó có. Rồi sau đó nó đưa cho các bạn hai nhóm thôi, rồi các bạn đọc vô các bạn tự hiểu nó là nhóm gì. Bởi vì nó đâu có biết, nó đâu có được huấn luyện đâu mà nó biết các bạn. Nó chỉ biết là nó giống nhau, nó gom lại thôi. À, bây giờ các bạn coi thầy cài thử ha. Như vậy là thầy đã có 5 vector rồi đúng không? Đây là cái mớ vector của thầy cho 5 tài liệu này. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu thầy làm k-means, thầy làm như sau. Các bạn import vô cho thầy là rom sklearn. Bây giờ chấm cluster. À, hôm bữa thầy chưa nói với các bạn hai cái bài toán, các bạn phân biệt cho thầy hai cái bài toán nha. Cái bài toán là clustering và cái bài toán classification nha. Classification này nói rồi, được chưa? Cái bài toán là bài toán phân lớp, còn cái bài toán này mình dịch là phân lớp nha các bạn. Còn bài toán này gọi là bài toán gom cụm. À, các bạn nhớ bài toán gom cụm này là thuộc vào nhóm của cái unsupervised, tức là bài toán không giám sát, được chưa? Sau này nghe từ clustering ở đâu là mặc định hiểu nó là không giám sát nha. Chứ đừng có ngồi cãi với người ta clustering là giám sát hay không là mắc công lắm. Nhớ thuật ngữ clustering là thuộc unsupervised. Còn cái thuật ngữ classification là thuộc supervised. Được chưa? Phân biệt hai cái từ này. Như vậy là cái mà thầy đang demo cho các bạn là clustering, nó thuộc vào nhóm học không giám sát. Được chưa? À, như vậy thầy bắt đầu thầy dùng cái thuật toán đầu tiên và dễ nhất mà bạn nào mà có học cái môn khai phá dữ liệu rồi đó thì chắc các bạn đã biết cái thuật toán K-means này rồi. À, thì dịp mấy buổi sau thầy sẽ nói nhắc lại cái thuật toán cơ bản này. À, bây giờ thầy làm này, thầy gọi dễ thôi các bạn. Như thầy nói rồi, giờ thư viện làm hết rồi rất khỏe. Các bạn hiểu bản chất thuật toán rồi. Bây giờ thầy chạy K-means này. Đó, thầy sẽ gọi K-means ha. Thầy kêu nó phân giùm thầy nguyên cái vector đó thành hai cụm. À, hai cụm. Như vậy thầy làm vậy. Thầy sẽ truyền vô là n cluster là số cụm mà thầy muốn nó phân các bạn. Các bạn có thể truyền vô tùy ý à. Bây giờ thầy muốn phân nó làm hai cụm thôi ha. Rồi. Các bạn phân nó làm hai cụm xong, các bạn sẽ có một cái biến nữa khá là đặc biệt, nó gọi là random state. Cái random state này các bạn chỉ các bạn hình dung là cái bạn nào học rồi chắc biết, còn bạn nào mà chưa học chắc nghe cũng hơi mơ hồ cái thuật toán này. Cái random state này là tức là cái cách mà các bạn chỉ cho nó sinh ngẫu nhiên ra cái điểm, nó chọn cái điểm trung tâm của cái cụm các bạn. À, trung tâm của cái cụm ha. Thì thường mặc định nếu mà các bạn để không để nó nên, bây giờ thầy để giá trị là không thì nó sẽ random theo cái giá trị, nó giống như cái này hồi đó các bạn random nó gọi là cái seed đấy. À, các bạn chỉ định cho nó cách nó random thôi. À, sau đó các bạn bắt đầu huấn luyện nó. À, huấn luyện nó tức là bây giờ tức là nó chưa có dữ liệu, cái dữ liệu mình bỏ vô bắt đầu nó học nè. À, bắt đầu nó xử lý nè, thì mình có fix, các bạn nhớ cái thuật toán fix, mình truyền cái vector của mình vô. À, như vậy á, trong số cái vector mình truyền vô tự nó sẽ gom nhóm thành hai cụm, và nó nghĩ rằng là những cái đã vô một cụm là nó có đặc tính gì đó giống giống với nhau, thấy chưa? Rồi vậy xong rồi đó các bạn, thấy chưa? Bây giờ mình in kết quả ra mình coi thử ha.
Mai mốt mà các bạn không biết in thuộc tính gì á thì các bạn có thể in vậy này, các bạn in k-means, các bạn chấm một cái nó in nguyên cái mớ thuộc tính của cái đối tượng này luôn. Đấy, mình in thử coi, mình coi nó có cái gì trong đó, thấy chưa? Đây ha, nó in hết tất cả các thuộc tính để mình coi cho nó dễ. Hoặc là sau này các bạn chạy tới đây các bạn không biết xuất cái gì, các bạn có thể debug như thế này. Các bạn import BDB, BDB, các bạn set tray là nó sẽ dừng lại ở đây, nó cho mình coi kết quả. Nó giống như debug vậy đó. Thì với cái lệnh này các bạn có thể debug trực tiếp trên server luôn mà chả cần phải download gì về cả. Đó, giờ chạy thử nha, coi nó ra cái gì. Rồi, bây giờ mình để ý kết quả của thằng này thôi. À, chạy cái này ha. Cái này là nó mới xuất tới cái đây nha các bạn. Các bạn thấy nó mất một thời gian cũng vài trăm millisecond nó mới ra cái này nha các bạn. Tức là cái thuật toán nó đang chạy cái đánh giá vector á, và các bạn thấy nó ra gì đây. Cái số cụm mình chỉ cho nó là hai cụm nè, cái thuật toán của nó nè. Và các bạn kéo qua đây nó có một cái thuộc tính, nó sẽ công dụng với mình đây. Đầu tiên á, các bạn sẽ có một cái thuộc tính cluster center là các điểm trung tâm của các cụm nha các bạn. Các bạn hình dung là khi mình đưa vào không gian vector á, khi nó gom vào cụm thì nó sẽ có các điểm trung tâm, và đây chính là các điểm trung tâm nó tính ra này. Thì bạn nào mà thích toán coi kỹ nó tính sao, thật ra nó sử dụng độ dài giống như Euclid của mình học thôi. Các bạn coi thêm ha, ở trong đó cái này mình cần hơn nè. Đây, nó có một cái nữa, nó là đây cái này, đây mình đây cái label các bạn. Đây cái này nó đây các bạn thấy nè, nó trả ra cho mình label gồm có 5 một mảng 5 phần tử. Và các bạn thấy là nó đánh hai nhóm số ha. Cái nhóm số 1 là nó đánh hai cái tài liệu, bốn cái tài liệu này nè là thuộc cùng một nhóm, còn thằng này là một nhóm này đó. Tức là nó biết là bốn thằng này nè có cái gì đó nó giống giống nhau, và nó gom bốn thằng này vô nhóm rồi đó các bạn, còn thằng này là một nhóm riêng. Bây giờ mình lên mình đọc thử coi nó có thật có ý nghĩa không nha, coi thử nó phân nhóm có ý nghĩa không. Thì các bạn thấy nè, cái thằng này, hai thằng này đó chính là hai câu này đây, virus máy tính và máy tính bị nhiễm virus, còn hai cái thằng này nè là hai cái thằng này nè là tài liệu về máy tính và máy tính thường chậm khi bị nhiễm virus. Rõ ràng các bạn thấy bốn thằng này nó có cái gì đó, nó cũng có chút đỉnh liên quan nha các bạn, đúng không? Nhưng mà cái thằng ở giữa này nó khác xa nhau nè, nó khác xa. Nó nói là cái virus máy tính, à, virus xuất hiện trên điện thoại di động. À, rõ ràng các bạn thấy là cái câu giữa này nó khá khác so với bốn câu còn lại, đúng chưa? À, rồi bây giờ thầy phân làm được hai nhóm như thế này. Bây giờ mình thử mình kêu nó phân làm ba nhóm nha. Và hiển nhiên như thầy nói, nó đâu biết nhóm này là gì các bạn, nó chỉ đánh số 1, số 0 vậy thôi. Bây giờ mình kêu nó phân làm ba nhóm thử coi có chuyện gì không, nó phân sao. Đây, mình phân làm ba nhóm thử, nó dựa trên vector nó tính ra thôi ha. Rồi mình chạy lên thử. Đây các bạn coi cái nhãn của nó nè, đây nó có ba nhóm nè, thấy không? Và nó phân làm câu ba câu này vô một nhóm nè các bạn, cái câu cuối cùng là một nhóm và cái thằng này một nhóm nữa. À, như vậy là câu cuối cùng là câu gì? À, cái câu cuối cùng là nó phân câu này làm riêng các bạn.